Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân. Tập 286. Chương 2851, ba chiêu ba mạng, 4. Cho nên muốn ở trong thời gian ngắn đồ thành, nhất định phải có thủ hạ giúp đỡ. 400 cự khuyết quân do vụ chủ và yêu mê hoặc tạo thành là cỗ máy giết chóc hoàn mỹ. Bởi vậy, Thác Bạt Quang Hách sẽ bảo vệ cự khuyết quân. Thác Bạt Quang Hách hiện ra pháp thân, chiều cao 1m70 bành trướng đến 3m, mọc ra cái đầu mắt như chuông đồng. Miệng rộng mũi to, thần thái hung ác, cùng với 8 cánh tay cầm đao thương kiếm kích côn vòng. Làn da màu vàng đậm lóe ra hào quang kim loại, từng khối cơ bắp cuồn cuộn, giống như da từ bút tích của đại sư điêu khắc, tràn ngập mỹ cảm cơ học. Hắn không cố ý áp chế khí tức của mình, cũng không cố ý phóng thích uy áp cường giả, thủ quân đầu tường chỉ là trực diện bóng dáng như pho tượng ác thần này, đã bị nỗi sợ hãi tràn ngập trong óc. Cả người run rẩy, đã là to gan lớn mật, một ít sĩ tốt mất khống chế ngay tại chỗ, tè ra quần. Có binh sĩ phủ phục dưới đất phát run, có người thì thét lên chạy khỏi đầu tường, khung cảnh trong nháy mắt đại loạn. Nhưng một giây sau, mấy ngàn thủ quân đầu tường dưới thành bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, cảm xúc được xoa dịu, nỗi sợ hãi vẫn còn, lại có thể tự khống chế. Trương Nguyên Thanh cao giọng nói, thiên tử uy nghi, có thể trấn quỷ thần. Thủ quân bừng tỉnh đại ngộ, đồng thanh hô to, bệ hạ vạn tuế. Thật ra là Trương Nguyên Thanh âm thầm trấn an cảm xúc của các thủ quân, chẳng qua nhân số quá nhiều, dưới mưa móc cùng hưởng. Hiệu quả sẽ không quá mạnh, cho nên cần thuật nói chuyện giả thần giả quỷ phối hợp, để thủ quân tự mình sinh ra dũng khí. Tảng đá dưới chân Thác Bạt Quang Hách nứt nẻ, hắn theo đó biến mất ở trong tầm nhìn của mọi người. Thật nhanh. Một tàn ảnh tới gần, trong lòng Trương Nguyên Thanh dùng mình, vừa để ngũ trảo kim long bay cao, vừa mở ra hòm đồ lấy ra khiên tử lôi, kích hoạt phòng ngự tuyệt đối. Ở trong chiến đấu với quốc sư, áo giáp liên tục bị xé rách, năng lượng đã tích lũy xong, có thể thi triển kỹ năng loại quy tắc của khiên tử lôi. Bởi vậy Trương Nguyên Thanh mới có tự tin kêu gào đánh cược. Sóng khí chấn động ong, hào quang màu tím dâng lên, ngưng tụ thành một bức tường khiên hình lăng to lớn dày nặng. Thác Bạt Quang Hách tuyệt đối tự tin đối với thực lực của mình, 8 nắm tay siết lại, đồng thời đánh ra. Một tiếng vang giống như trời sập đất nứt cất lên, sóng âm chói tai phá vỡ màng nhĩ của bộ phận thủ quân, nổi lên sóng xung kích, ép đám người dày đặc đầu tường quỳ mọp xuống đất. Tường khiên hình lăng màu vàng rắc một tiếng, sụp đổ ra một chút vết nứt. Trương Nguyên Thanh sau tường khiên khí huyết cuồn cuộn, oẹ, phun ra một ngụm máu tươi, lực đấm bá đạo của Thác Bạt Quang Hách đã xuyên thấu qua tường khiên đả thương hắn. Đây là lần thứ hai hắn gặp được phòng ngự tuyệt đối không vững chắc như vậy. Lần đầu tiên là ở trong tụ hội của Liên Minh Tự, do kẻ bốc khói cấp bán thần dễ dàng húc vỡ tường khiên. Chẳng qua so sánh với lần đó, lần này tốt xấu gì cũng đã đỡ được. Đến cấp 9, đạo cụ loại quy tắc cấp thấp không hữu dụng như vậy. Dù sao chúa tể cấp 9 đã tiếp xúc đến lực lượng quy tắc. Trương Nguyên Thanh thu hồi khiên tử lôi, khống chế ngũ trảo kim long, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách, cao giọng nói, bắc cảnh đệ nhất cao thủ, cũng chỉ có vậy thôi, đến tiếp. Thủ quân đầu tường hoan hô như sôi trào, các yêu mê hoặc, vụ chủ của cự khuyết quân thì lớn tiếng chửi mắng, ồn ào đánh chết thằng nhãi Triệu Thuấn. Nam triều vậy mà có pháp bảo cỡ này, Thác Bạt Quang Hách không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Phòng ngự mạnh mẽ, có 102 đương thời, nên thuộc về bổn soái. Hắn lại một lần nữa hóa thân tàn ảnh, lao về phía thiên tử Nam Triều đã chạy xa. Trương Nguyên Thanh mở ra hòm đồ, lấy ra đai ngọc thanh đế quấn trên hông, lại lấy ra lôi chi giáp y khoác ngoài thân. Tiếp theo chuyển đổi hình thái ngũ trảo kim long, đổi thành phòng ngự, để nó quấn quanh nhiều vòng ở cánh tay phải. Có nhẫn thợ khéo được miễn trả giá, ngũ trảo kim long trở nên đặc biệt nghe lời. Làm xong tất cả cái này, Trương Nguyên Thanh chỉ cảm thấy gió mạnh đập vào mặt, kẻ địch đã đánh tới trước mắt, không chút suy nghĩ, tay trái cầm khiên tử lôi giơ về phía trước. Đồng thời, kích hoạt điện từ phòng hộ và kim long hộ thể. Vách tường màu lam chói sáng dựng thẳng lên trước người, hư ảnh ngũ trảo kim long quấn quanh nhiều vòng trên thân hắn, bảo vệ ở bên trong. Điện từ phòng hộ dẫn đầu tan vỡ, tán loạn thành hồ quang dày đặc bò đầy bầu trời đêm, tiếp đó tiêu tán. Tiếp theo là khiên tử lôi bị một cú đấm đánh nát thành giọt mưa bắn tung tóe ra bốn phương tám hướng,
Cuối cùng là ngũ trảo kim long biến ảo long ảnh nổ thành một vầng hào quang màu vàng lấp lánh. Nắm tay thác bạt quang hách đánh xuyên từng tầng phòng hộ trúng ngực Trương Nguyên Thanh, đám thủ quân phía dưới nghe thấy một tiếng phốc rõ ràng, tựa như chùy công thành húc trúng thân thể máu thịt. Chương 2852, Liễu Khước quân vương thiên hạ sự, Doanh Đắc sinh tiền thân hậu danh, 1. Thiên tử của bọn họ, quốc quân của bọn họ nổ tung thành một đám xương máu, rơi về phía mặt đất. Mặt đất bị đập ra một cái hố nông đường kính 6 mét, trong hô máu thịt be bét. Hoàng đế bệ hạ được Hạo Thiên Thượng Đế để mắt, xương vỡ nát hết, kinh mạch đứt từng khúc, đã không còn hình người. Đầu tường lặng ngắt như tờ, biểu cảm tuyệt vọng hiện lên khuôn mặt thủ quân. Cự khuyết quân ngoài thành không nhìn thấy kết cục thê thảm của hoàng đế nước địch, nhưng thấy cảnh tượng thống lĩnh một quyền đánh bay kẻ địch, tiếng hoan hô như sấm dậy. Lúc này, trong hố sáng lên ánh sáng xanh lục nhu hòa, thi thể không ra hình người kia nhanh chóng phục hồi như cũ, trong nháy mắt đã khôi phục như lúc ban đầu. Trương Nguyên Thanh nhảy ra khỏi hố nông, bay lên không trung, cất cao, giọng nói, trẫm vâng mệnh từ trời, ký thọ vĩnh xương, thế gian không ai có thể giết ta. Đánh không lại, căn bản đánh không lại, chỉ có thể dùng tính mạng kéo dài thời gian. Mặt ngoài vững như chó già, trong lòng Trương Nguyên Thanh lại rất hoảng, dùng ra chiêu thức toàn thân, dùng hết thủ đoạn cũng chỉ là dựa vào mạng cứng từ trong tay thác bạt quang hách kéo dài hơi tàn mà thôi. Hai chiêu hai mạng. Trên thực tế, hai chiêu đã là cực hạn của hắn, giờ phút này đã là hết chiêu trò. Thủ quân vốn đã tuyệt vọng, cảm xúc thay đổi rất nhanh, vung tay điên cuồng hô lên, tiếng hô ngoài thành bị kiềm hãm, chuyển thành tức giận mắng. Sắc mặt thác bạt quang hách rốt cuộc chuyển thành âm trầm, không còn thoải mái thản nhiên vừa rồi, ánh mắt dừng ở phần eo Trương Nguyên Thanh, hừ lạnh nói, ta trái lại muốn xem, Nam Triều có bao nhiêu pháp bảo. Cơ bắp lóe ra hào quang kim loại đột nhiên bành trướng, gân xanh nổi lên từng sợi, tám cánh tay khoa trương phun ra từng luồng hào quang màu đen. Ngưng tụ thành một cây cung lớn màu đen, bốn cánh tay nắm cung bốn cánh tay kéo dây. Khí huyết quanh thân cuồn cuộn sôi trào, từng tia từng luồng tràn ra, hóa thành một mũi tên màu máu. Theo thác bạt quang hách kéo cung, bầu trời xuất hiện dị tượng, mây đen cuồn cuộn, từng tia sét màu máu lóe lên ở tầng mây. Trương Nguyên Thanh cảm nhận được nguy cơ tử vong, đồng thời cảm ứng được mình bị đánh dấu. Hắn mang đai ngọc thanh đế, ngũ trảo kim long, khiên tử lôi lôi chi giáp y phục hồi như cũ thu về hòm đồ, đứng yên ở không trung, bỏ qua phản kháng, chờ đợi tử vong buông xuống. Một mũi tên này, hắn không tránh được. Đánh dấu của yêu mê hoặc tự mang công năng truy tung. Bang. Tiếng dây cung đinh tai nhức óc, mũi tên màu máu bắn nhanh ra, hóa thành một dải cầu vồng màu máu, nuốt sống Trương Nguyên Thanh. Thân thể Nam Triều ở không trung nổ tung, mảnh xương, thịt nát bắn tung tóe như mưa, chết không toàn thây. Bệ hạ chết trận rồi. Lúc này, một bộ đồ đỏ cưỡi gió mà đến, cầm bình nhỏ đồng xanh, nhẹ nhàng vuốt ve, miệng bình bắn ra nước mưa màu vàng, tựa như thần nữ đánh xuống tiên lộ cam lâm. Máu thịt tàn thi bắn tung tóe ra bốn phương tám hướng bắt đầu hội tụ, như thời gian chảy ngược mà tổ chức lại, thời gian mấy hơi thở, hoàng đế tan xương nát thịt lại sống lại. Luyện yêu hồ có thể khởi tử hồi sinh, chỉ cần thời gian tử vong không vượt qua một khắc đồng hồ, trong 12 canh giờ có thể sống lại một lần. Lúc trước ở trong phó bản bang phái câu lạc bộ tử thần, chính là dựa vào vật phẩm cấp bán thần này, bọn họ thân hãm địch doanh mới sống sót. Ba chiêu đã qua, tiếng của Trương Nguyên Thanh vang dội, thác bạt thống lĩnh, lui binh đi. Thác bạt quang hách kêu hắc một tiếng, nói ta chỉ nói giết ngươi trước cũng tương tự, đáp ứng đánh cược của ngươi khi nào. Hắn sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén quát, Triệu Thuấn, ta xem ngươi có thể sống lại mấy lần. Hắn một lần, nữa kéo cung bắn. Đột nhiên, thác bạt quang hách dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy trên cánh đồng bát ngát, dưới bầu trời đêm, một đạo kiếm quang gào thét mà đến. Bệ hạ vâng mệnh trời, ký thọ vĩnh xương, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Các binh sĩ Nam Triều trong thành cùng đầu tường chưa cảm ứng được kiếm quang gào thét mà đến, còn đắm chìm thật sâu ở trong thần tích hoàng đế bệ hạ lần thứ hai chết mà sống lại. Bọn họ hưng phấn vung vũ khí, hô to vạn tuế, kiên định không rời tin tưởng bệ hạ là thiên tử thật sự, nhân gian đế vương thiên mệnh hướng về. Mà cô gái tuyệt đẹp mặc váy dài hoa mỹ kia tràn ngập hào quang mẫu tính thì được các tướng sĩ coi là thần nữ hạ phàm, phụ trợ bệ hạ. Bất mãn oán hận,
phẫn nộ trước kia đối với hoàng đế ở lúc này tan thành mây khói. Hoàng Thành Ti, quân thủ thành nội thành đang chạy tới, xa xa nghe được Vạn Tuế như núi lở sóng thần trên đầu tường, âm thầm may mắn dừng cương trước bờ vực, kịp thời quay đầu. Theo bệ hạ như có trời trợ giúp chống đỡ kẻ thù bên ngoài, còn có một tia hy vọng, nếu là đầu hàng, kết cục tuyệt đối sẽ không tốt. Các bạn đang nghe truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2853, Liễu Khước Quân Vương Thiên Hạ Sự, Doanh Đắc Sinh Tiền Thân Hậu Danh, 2. Trương Nguyên Thanh nhìn mảng kiếm quang kia ở chân trời, thiếu chút nữa vui quá mà khóc. Thầm nhủ ma quỷ ngươi rốt cuộc đến rồi, còn không đến nữa, huynh đệ ngươi tin tưởng nể trọng đã phải bị người ta đẩy ngã rồi. Đương nhiên, ở trước mặt vô số thủ quân, hắn vẫn phải bảo trì uy nghi, thét dài, đại nguyên soái của trẫm đến Cần Vương rồi. Mọi người lúc này mới chú ý tới mảng kiếm quang như sao băng kia ở chân trời, mới nhìn, mảng kiếm quang kia còn ở xa xa, trong mấy chớp mắt đã cuốn theo khí thế phong lôi buông xuống đầu tường. Sau đó, mọi người mới nghe thấy âm bạo giống như tiếng sấm đến chậm. Tập trung nhìn lại, người tới khuôn mặt tuấn tú, mặc khôi giáp nhuốm máu, khoác một cái áo choàng màu đen thêu sợi vàng hoa mỹ, trong uy nghiêm lộ ra soái khí, trong soái khí lộ ra thiết huyết. Rõ ràng là Dương Sách trấn thủ Lâm Hạ Thành. Con ngươi như đầm nước lạnh của Phó Thanh Dương đảo qua toàn trường, nhìn về phía Trương Nguyên Thanh. Người sau lập tức đáp ở đầu tường, sóng vai với Phó Thanh Dương, cùng nhau đối mặt kẻ địch chỗ cao. Kẻ địch ở quốc đô đều đã xử lý, nhưng tiểu viên, cung chủ và xích hỏa bang chủ chúng thi chú, âm khí xâm nhập, không thể tái chiến. Nhiều nhất đánh phụ trợ, bơm máu tôi chút. Trương Nguyên Thanh hạ giọng, dùng lời lẽ ngắn gọn nhất nói ra tình huống. Ma Nhãn và Hạ Hầu Ngạo Thiên bị tôi để lại Lâm Hạ kiềm chế chủ lực Bắc Triều, chỉ có 800 tinh nhuệ đi theo. Phó Thanh Dương nói càng thêm ngắn gọn. Trương Nguyên Thanh đưa mắt nhìn ra xa, một mũi kỵ binh đang phi tình, cản nguyệt hướng về cổng thành lao như bay. Hắn thu hồi ánh mắt, lại nói, bộ trang bị của tôi đều ở trạng thái hồi chiêu, gương Iata cũng ở trạng thái hồi chiêu, trước mắt có thể kề vai chiến đấu với lão đại, chỉ có tấm thân bảy thước này. Phó Thanh Dương quay đầu, đánh giá hắn vài lần, thản nhiên nói, có chút tác dụng, nhưng lại không có tác dụng gì. Lão đại, anh như vậy rất tổn thương lòng tự trọng. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm. Một bên khác, Thác Bạt Quang Hách chờ đợi một lát, thấy không có cường giả cấp chúa tể chạy tới nữa, rốt cuộc ánh mắt hướng về Dương Sách cùng Triệu Thuấn đầu tường, hai vị nhân vật trung tâm Nam Triều này. Tiếng như sấm sét, Dương Sách, không có Hoàn Nha Nhân Đồ cùng luyện khí sư đáng ghét kia trợ trận, ngày chết của ngươi đến rồi, có dám chiến một trận với bổn soái không? Lấy cấp bậc của hắn, không khó nhìn ra nữ tử váy đỏ tay cầm bình đồng xanh âm khí tích tụ, linh lực vận chuyển không thông, tuy có cấp bậc tông sư, lại tương đương vật trang trí. Mà âm vật mặc trang phục quái dị, càng là tà ma một quyền liền có thể đánh chết, không đáng lo. Thực lực Triệu Thuấn hắn đã mò thấu đáo, ba chiêu có thể giết, ba vị tông sư đều không đáng lo. Dương Sách cũng không phải đối thủ của hắn, công phá quốc đô là bắt buộc phải làm. Phó Thanh Dương cùng Trương Nguyên Thanh nhìn nhau một cái, người trước vẻ mặt lạnh lùng, người sau ánh mắt kiên nghị. Áo choàng ở trong gió đêm phần phật tung bay. Phó Thanh Dương ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn Thác Bạt Quang Hách, nói, Thác Bạt, ngươi tung hoành hai giang hồ Nam Bắc, đánh bại hết võ phu thiên hạ chỉ vì cầu một thất bại, vào triều làm tướng, Nam chinh Bắc chiến hơn 10 năm, chưa từng thất bại. Ta cũng muốn biết, trên chiến trường này, rốt cuộc là yển sư xưng tôn, hay là viễn cổ chiến thần xưng hùng. Trong giọng nói sang sảng lạnh lùng kiêu ngạo quanh quẩn, hắn nâng hai tay, vô số sợi tơ vô hình từ đầu ngón tay phun trào ra, tung bay đầy trời, nối tiếp ở đỉnh đầu thủ quân đầu tường. 2.000 sĩ tốt đầu tường đồng loạt cúi đầu. Theo hai tay Phó Thanh Dương nhấn một cái, 2.000 sĩ tốt đồng thời bay lên trời, từ tường thành cao 20 mét nhảy xuống. Thác Bạt Quang Hách từ chỗ cao hạ xuống, trực diện quân địch tràn đến, lộ ra vẻ mặt phấn khởi. Hắn và Phó Thanh Dương ở Lâm Hạ đã đấu một trận, đối phương đều là đóng vững đánh chắc, thủ chặt tường thành, chưa bao giờ lấy thuật khống binh đánh cờ xa trường với hắn. Lập tức vung tay lên, điên cuồng cười nói, cự khuyết quân, nghênh chiến. 400 trọng giáp kỵ binh lược trận lao ra, vó ngựa nặng nề khiến mặt đất xuất hiện chấn động rất nhỏ.
ngựa chiến của cự khuyết quân đều là giống ngựa cường tráng cao lớn nhất trên thảo nguyên. Bộ tộc thảo nguyên không thích loại ngựa này bởi vì chúng nó chạy không nhanh, tính linh hoạt cũng không đủ. Sức bật mạnh, sức chịu đựng lại không đủ, tuy là ngựa tốt để xung trận, lại không thích hợp bôn tập đường dài, đánh lâu dài không được. Nhưng đến Bắc Triều, kỹ thuật tinh luyện kim loại phát triển, nó chính là máy xay thịt trên chiến trường, trọng giáp kỵ binh đâm thẳng xuyên thủng. Đối mặt dòng lũ sắt thép xung phong mà đến, 2.000 sĩ tốt mặt không đổi sắc, 100 sĩ tốt hàng phía trước đều nhịp cúi người hướng về chân ngựa chém ra binh khí. Chương 2854, Liễu Khước quân vương thiên hạ sự, doanh đắc sinh tiền thân hậu danh. A. À. Ngựa chiến rên rỉ, ngã cắm xuống đất, chiến sĩ cự khuyết quân trên lưng ngựa ngã lăn ra ngoài, trọng kỵ binh phía sau chen chúc mà đến, nhẹ nhàng vung đao, chém bay đầu kẻ chặt chân ngựa. Một chiến sĩ cự khuyết quân ngã bay ra quay cuồng vài vòng, vừa bật người dậy, đã bị sĩ tốt Nam Triều xung phong đâm thủng trái tim. Chiến sĩ cự khuyết quân cười một tiếng dữ tợn, trở tay đâm xuyên ngực sĩ tốt kia, máu tươi bắn tung tóe cũng chưa rơi xuống, mà là hóa thành linh khí dạng sương mù máu, ùa vào xoang mũi chiến sĩ cự khuyết quân, trở thành linh đan diệu dược tẩm bổ thân thể, chữa trị thương thế. Phốc! Từ một bên, một sĩ tốt quỷ mị toát ra, một đao chảm đầu tên chiến sĩ cự khuyết quân kia, mà vừa chém giết kẻ địch, hắn bị trọng kỵ binh phía sau chém thành hai nửa. Trọng kỵ binh như một cây đao bén nhọn, đâm thẳng bụng 2.000 thủ quân, cứng rắn cắt trận hình thành hai nửa. Thác Bạt Quang Hách trị quân nghiêm minh, luyện binh càng thêm nghiêm khắc, nhất là cự khuyết quân. Mỗi một kẻ đều là tinh nhuệ trong quân lấy ra, lại do hắn tự mình dạy dỗ tu hành, dùng thời gian 10 năm mới có thành tựu này. 500 cự khuyết quân, chiến sĩ bình thường kém nhất là nhất lưu cao thủ, thập trưởng là tiểu tông sư sơ kỳ, bách phu trưởng là tiểu tông sư đại viên mãn, tả hữu thống lĩnh là tông sư. Một đội ngũ như vậy, do hắn tự mình dẫn dắt, có thể đánh xuyên bộ binh trận vạn người, cũng có thể diệt một quốc gia. 2.000 bộ tốt Nam Triều ngã xuống thành từng mảng. Lúc này, tay phải Phó Thanh Dương chợt hướng về xa xa kéo một cái, chỉ thấy một mảng mưa lửa bắn nhanh đến, rơi ở trong kỵ binh trận của cự khuyết quân. Trong tích tắc, tiếng nổ ầm ầm nổi lên khắp nơi, ngựa đeo giáp sắt hoặc bị sóng khí hất tung, hoặc nổ tan xương nát thịt, ngay tại chỗ đã có mấy tên cự khuyết quân mất mạng. Tiếng vó ngựa như thủy triều ập tới, 800 tinh nhuệ vào bàn, từ cánh trái cự khuyết quân cắm vào. Kỵ binh hàng phía trước cầm khiên to cao hơn 1 mét, như máy ủi đất đẩy lên. Mỗi một vị thuẫn thủ đều là tráng hán thể trạng to lớn, bả vai vừa rộng vừa dày, cánh tay so với vòng eo phụ nữ còn to hơn. Kỵ binh hàng thứ hai khổng võ hữu lực, cầm chảm mã đao cán dài, cả người lẫn ngựa một đao chém chân ngựa. Hàng thứ ba là kỵ binh mặt mày tràn ngập sự nóng nảy, vũ khí là chiến đao tầm thường. Hàng thứ bốn là cung tiễn thủ đeo kiếm, bọn họ dẫm bàn đạp đứng lên, động tác đều nhịp, kéo cung bắn mạnh, từng mũi tên trúng cổ ngựa. Cổ họng trọng giáp kỵ binh, tiễn pháp như thần. Kỵ binh cầm khiên xông vào trận doanh, vậy mà lại húc trọng giáp kỵ binh của cự khuyết quân người ngã ngựa đổ. Ngay sau đó, đội ngũ mang chảm mã đao bạo lực lao ra, một đao mang cả người lẫn ngựa chém giết ngay tại chỗ. Trong quá trình này, cung tiễn thủ phía cuối cùng kéo cung không ngừng, trợ giúp đồng đội. Đợi đội chảm mã đao dùng hết sức, các hỏa sư hàng thứ ba lại mượn sức, xâm lược như lửa, bổ đám cự khuyết quân bị xung phong phá tung trận hình kia. Chém giết thảm thiết nhanh chóng triển khai. Phó Thanh Dương sắc mặt lạnh lùng, quan sát chiến trường, 10 ngón đột nhiên búng nhanh, đột nhiên kéo. Ở dưới thao tác của hắn, 2.000 bộ tốt cùng 800 kỵ binh phối hợp ăn ý, khi thì chia quân bọc đánh, khi thì ngắm chuẩn thời cơ tụ lại. Công kích điểm mỏng yếu của quân địch, khi thì làm bộ tiến công hấp dẫn chú ý, yểm hộ cho chiến hữu tập kích hai cánh, ổn định tiêu hao số lượng của cự khuyết quân. Khống ngẫu thuật của Yển Sư chia ra khống chế tầng sâu cùng khống chế tầng nông. Cái gọi là khống chế tầng sâu chính là chuyển hóa binh ngẫu thành binh ngẫu không có cảm tình, cảm giác đau, lại mang lực lượng của mình thông qua sợi tơ truyền cho binh ngẫu. Một người là thiên quân vạn mã, tựa như 2.000 sĩ tốt Nam Triều. Mà khống chế tầng nông là chỉ thông qua sợi tơ truyền đạt chỉ lệnh, thân thể vẫn do binh ngẫu tự khống chế. Loại thủ pháp này thường thường dùng cho tình huống binh ngẫu đều là linh cảnh hành giả. Như vậy mới có thể khiến binh ngẫu phát huy đầy đủ chiến lực của mình, ví dụ như 800 kỵ binh. Dương Đại Nguyên soái, khống ngẫu thuật của ngươi cũng chỉ có thế thôi. Các huynh đệ,
để hắn xem thực lực của chúng ta. Một vị vụ chủ của cự khuyết quân hít sâu một hơi, phun ra từng mảng lớn xương trắng, nhanh chóng tràn ngập. Các vụ chủ trong cự khuyết quân nhao nhao noi theo, phun mây nhả mù. Không bao lâu, sương mù dày đặc bao phủ cánh đồng bát ngát ngoài thành, hoàn toàn che phủ tướng sĩ hai bên. Động sát thuật của Phó Thanh Dương không thể phát huy tác dụng nữa. Trong sương mù truyền đến tiếng vó ngựa, tiếng binh khí va chạm, tiếng vật sắc cắt vào thân thể. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2855, xưa nay chinh chiến mấy người trở về, 1. Thủ quân đầu tường ghé vào bên tường mở to mắt, cố gắng muốn nhìn rõ tình hình chiến đấu, nhưng sương mù nồng đậm, chỉ nghe tiếng, không thấy hình. Phó Thanh Dương cảm ứng được sợi tơ ở đầu ngón tay lần lượt đứt, từng khối binh ngẫu mất đi liên hệ. Trong một khắc đồng hồ ngắn ngủi, sợi tơ bị đứt ước chừng 600, ý nghĩa 600 tướng sĩ chết trận, hơn nữa số lượng còn đang tăng lên. Binh ngẫu dù sao không phải âm thi của thần dạ du, không thể chia sẻ tầm nhìn, sương mù dày đặc che mất tầm mắt, khắc chế động sát thuật của thám báo, Phó Thanh Dương tựa như bị bịt mắt. Tiếp tục như vậy là chắc chắn thất bại không thể nghi ngờ. Ở ngoài sương mù dày đặc, Thác Bạt Quang Hách nhếch khóe miệng, thanh âm vang dội, Dương Sách, bổn soái còn chưa ra tay đâu, bây giờ biết chiến trường là ai xưng vương chưa? Thùng, đột nhiên, một tiếng trống tựa như sấm rền truyền ra, chấn động khắp nơi, sương mù dày đặc dâng lên cũng bởi vậy bị kiềm hãm. Vẻ mặt Thác Bạt Quang Hách thay đổi, bên tai kinh lôi cuồn cuộn, hãi hùng khiếp vía. Hắn tung hoành xa trường nhiều năm, từng tàn sát ngàn vạn sinh linh, giờ phút này vậy mà lại không tự chủ được dâng lên sự sợ hãi. Ánh mắt hắn lướt qua sương mù dày đặc, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trên tường thành, Triệu Thuấn đứng ở trước một cái trống lớn bọc da thú màu xanh đậm, cầm trong tay một cái xương đùi trắng xóa, ra sức gõ. Thùng, thùng 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 thùng, tiếng trống càng lúc càng dày, càng lúc càng nhanh. Thác Bạt Quang Hách chỉ cảm thấy tiếng trống như búa tạ, một lần rồi lại một lần đập vào trong lòng, gõ hắn khí huyết cuồn cuộn, linh lực trì trệ. Trong sương mù dày đặc lao ra một bóng dáng, chính là kỵ binh cự khuyết quân. Tiếp theo là kẻ thứ hai, thứ ba, thứ tư. Càng lúc càng nhiều cự khuyết quân lao ra khỏi sương mù dày đặc tản ra bỏ chạy, vẻ mặt bởi vì sợ hãi mà vặn vẹo. Ngoại trừ thân ngài ba thước tuyết, thiên hạ người nào xứng áo trắng. Trương Nguyên Thanh cười to nói, Dương soái, trẫm tự mình nổi trống cho ngươi, ngươi chỉ việc phi kiếm lấy đầu người, chém hết kẻ địch. Đây là đồ áp đáy hòm của Trương Nguyên Thanh. Trống Quỳ Ngưu là đạo cụ trong chiến dịch săn giết Nam phái Tam trưởng lão năm đó thu được, đạo cụ cực phẩm giai đoạn chúa tể. Nghe nói, trống Quỳ Ngưu có cả thảy 8 cái, là cửu thiên huyền nữ luyện chế cho hoàng đế. Gõ một lần 500 dặm, liên tục gõ 3.600 dặm, quân nhân hoàn toàn không còn ý chí chiến đấu, binh bại như núi đổ. Đây là điều Hạ Hầu Ngạo Thiên nói cho hắn, tin tức bắt nguồn từ ông lão trong nhẫn. Ông lão còn nói cho Hạ Hầu Ngạo Thiên, cửu thiên huyền nữ là bán thần nghề nghiệp học sĩ, cũng là lão tổ tông của bọn họ những phương sĩ này. Trống này uy lực vô cùng, trả giá cũng cực kỳ hà khắc, người đánh trống phải hết sức tập trung. Không thể sử dụng kỹ năng, đạo cụ, hơn nữa linh thể phải đủ mạnh mới có thể chịu được trống Quỳ Ngưu cắn trả. Cho nên lúc trước sử dụng trống Quỳ Ngưu là Nam phái Tam trưởng lão, huyễn thuật sư linh thể cường đại, ở trong tất cả nghề nghiệp có thể xếp trong 3 hạng đầu. Lúc đánh quốc sư đạo cụ này không có ý nghĩa lớn, một mặt là quốc sư tiếp cận bất tử thân, tiếng trống áp chế cũng giết không chết, một mặt khác là phe mình thành viên chủ lực không đủ. Nếu hắn lại bị trống Quỳ Ngưu trói buộc, mấy người bọn tiểu viên căn bản đánh không lại quốc sư, bọn họ lại không có cách nào sử dụng trống Quỳ Ngưu. Khuôn mặt vạn năm không thay đổi của Phó Thanh Dương rốt cuộc lộ ra một nụ cười, 300 kỵ binh còn sót lại không nhiều lao ra khỏi sương mù dày đặc, đuổi theo cự khuyết quân đang tản ra bỏ chạy. Sau một phen bổ dưa thái rau, 10 năm tâm huyết của Thác Bạt Quang Hách mất hết. Hơn ngàn bộ tốt, 300 kỵ binh nhanh chóng tập kết, giơ cao chiến đao, lao về phía Thác Bạt Quang Hách. Thác Bạt Quang Hách ánh mắt âm trầm, ngực bụng đột nhiên phồng lên, luồng khí cuồn cuộn, liền mạch lưu loát. Hơn 1.200 tướng sĩ Nam triều hóa thành cho bụi. Phó Thanh Dương cùng Thác Bạt Quang Hách đồng thời hành động. Một người nhảy ra khỏi tường thành, hóa thân kiếm quang sắc bén nhất thế gian, một người phóng lên trời,
tựa như một cây ma đao ngông cuồng bá đạo. Đầu tường, đế vương gõ trống, dưới thành Ngân Giao quận chúa lấy ra mũ đỏ nhỏ, vui vẻ thu thập thi thể cự khuyết quân. Phó Thanh Dương từ đầu tường lao xuống, giờ khắc này hắn mơ hồ kết hợp với Ngọc Long Kiếm, dẫn tới trong mắt các sĩ tốt quan sát hắn cũng đã biến mất, chỉ còn lại một mảng hào quang kinh diễm tuyệt luân kia. Trong Ngọc Long Kiếm ẩn chứa kiếm khí mạnh mẽ vặn vẹo không khí xung quanh, khiến quanh thân Phó Thanh Dương lao xuống xuất hiện gợn sóng sao băng ma sát không khí mới có thể sinh ra. Thác Bạt Quang Hách giang tám cánh tay, trực diện kiếm quang giống như có thể khai thiên tích địa, bốn đôi bàn tay chập hợp lại, kẹp lấy kiếm của Dương Sách. Chương 2856, xưa nay chinh chiến mấy người trở về, 2. Hắn kinh ngạc phát hiện, lực lượng của Dương Sách không gì so sánh nổi, mình thế mà có loại cảm giác khó có thể chống lại. Phó Thanh Dương mang Thác Bạt Quang Hách cứng rắn đè ép xuống, ầm một tiếng rơi xuống đất. Hắn vẫn giữ tư thái bay chéo, giống như hóa thân thành phi kiếm, đẩy Thác Bạt Quang Hách một đường trượt lui. Xẹt. Giày quân nhân của Thác Bạt Quang Hách xé rách, đôi chân màu đen tỏa ra hào quang kim loại giống như cày sắt, ở trên đường cái nhuộm đẫm máu tươi cắt ra hai vết thật sâu. Hai người một tiến một lui, trượt ra mấy chục trượng. Tám bàn tay của Thác Bạt Quang Hách bị kiếm khí thiêu đốt máu tươi đầm đìa, da chóc thịt bong, mũi kiếm từng chút một đâm vào ngực hắn, dù chưa phá vỡ làn da cứng cỏi, đau đớn lại là thật. Đôi mắt Thác Bạt Quang Hách sáng lên phù văn màu đỏ tươi, ý đồ thông qua mê hoặc ảnh hưởng ý chí của đối phương, nhưng phù văn vừa sáng lên, bên tai liền truyền đến một tiếng trống đinh tai nhức óc. Phù văn vừa mới thành hình nháy mắt sụp đổ, trong lòng hắn một lần nữa dâng lên cảm xúc trốn tránh, khiếp đảm, chiến ý bị hao tổn. Thác Bạt Quang Hách ý thức được không phải Dương Sách mạnh lên, là mình yếu đi. Tiếng trống kia chấn động lòng người, đã chấn nhiếp tinh thần tiêu trừ chiến ý, cũng có thể ảnh hưởng linh lực vận chuyển, suy yếu chiến lực mang tính thực chất. Thác Bạt Quang Hách ở sau khi bước vào cảnh giới Đại Tông Sư, liền vứt bỏ đại bộ phận pháp thuật quá khứ học tập, bởi vì, theo hắn thấy, bất cứ pháp thuật công kích nào cũng không có khả năng mạnh hơn một đòn toàn lực của mình trạng thái pháp thân ba đầu tám tay. Rất nhiều cái gọi là tuyệt học bí thuật trên giang hồ, xét đến cùng khó thoát khỏi một chữ lực. Ở trong mắt hắn tuyệt thế cao thủ này, trên đời không tồn tại bốn lạng gạt ngàn cân, từ xưa đến nay gặp bất cứ tu sĩ nào, đều đang truy cầu lực lượng, đều chỉ tín nhiệm nhất lực hàng thập hội. Chỉ là hình thức biểu hiện ra khác nhau mà thôi. Bởi vậy, chủ tu thân thể là đại đạo huy hoàng Thác Bạt Quang Hách thờ phụng, hắn mạnh mặc hắn mạnh, ta nhất lực phá vạn pháp. Cơ bắp quanh thân phồng lên từng mảng, gân xanh nổi lên, Thác Bạt Quang Hách đột nhiên buông lỏng ra bốn đôi bàn tay, tùy ý trường kiếm ẩn chứa kiếm khí dư thừa tì vào làn da, đâm vào da thịt ba tấc. Hắn gầm một tiếng nặng nề, tám bàn tay cùng vỗ vào kiếm. Rắc. Ngọc Long kiếm đi theo Phó Thanh Dương một đoạn thời gian nứt gãy từng khúc. Bắt lấy nháy mắt kẻ địch mất đi binh khí, Thác Bạt Quang Hách đạp lên trước một bước, mặt đất rung chuyển rầm rầm. Tám tay nắm lại thành nắm đấm, hoặc đấm móc hoặc đâm thẳng, pháo quyền hoặc xung quyền bao phủ Phó Thanh Dương, tám nắm tay đồng thời ầm 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 đánh hụt, hư không nổ lên sóng âm vang dội chói tai. Phó Thanh Dương ở trong nháy mắt bội kiếm gãy, đã quan sát được ý tưởng của kẻ địch, nhìn như mạo hiểm tránh né được tám nắm đấm cùng đánh, thật ra đều ở trong dự liệu, là việc tất nhiên. Năng lực cận chiến của Yển Sư tuy không bằng viễn cổ chiến thần đánh trời đánh đất đánh thần tiên, nằm úp sấp dưới đất đánh con kiến. Nhưng làm nghề nghiệp công cao thủ thấp, không có chút thủ đoạn giữ mạng, nào xứng chơi cận chiến với nghề nghiệp da dày thịt béo. Phó Thanh Dương lướt lui về hơn 10 mét, hai tay vung một phát ở trên không, từng cây phi kiếm dài bằng nửa cánh tay bày ngang trên không, hắn lại bắn ra từng thanh. Vù vù, phi kiếm đan xen ngang dọc ở phương hướng khác nhau bắn về phía kẻ địch. Tám cánh tay của Thác Bạt Quang Hách hiện ra vũ khí hư ảo, vung vũ khí kín không kẽ hở, tiếng leng keng không ngừng bên tai, gạt bay phi kiếm đan xen mà đến. Phó Thanh Dương nhảy lên trên không, nghiêng người xoay tròn, xoay mỗi một vòng lực đạo liền tích lũy một phần. Sáu thanh phi kiếm dài bằng nửa cánh tay tự bay trở về, đầu đuôi liền mạch, tạo thành một sợi roi dài 3 mét. Một roi quật xuống, tám cánh tay của Thác Bạt Quang Hách lệch sang ngang. Mỗi roi kiếm tan vỡ, kiếm khí ẩn chứa trong đó tán loạn thành mưa kiếm, ở trên đầu, trên mặt cùng bả vai Thác Bạt Quang Hách chế tạo ra hạt mưa dày đặc, thấm ra từng giọt máu. Thác Bạt Quang Hách phồng má lên,
phun ra cả mảng lớn sương mù dày đặc dính dính. Lấy cấp bậc của hắn, sương mù có thể bao trùm phạm vi trăm dặm, toàn bộ quốc đô đều có thể bao phủ vào, gió mạnh tầm thường đừng nghĩ thổi tan sương mù tràn ngập, trăm dặm. Lúc công thành, Tháp Bạt Quang Hách không chủ động phun ra sương mù dày đặc. Là vì sương mù dày đặc cấp đại tông sư có được che đi ngũ quan, gây ảo giác, độc tố rất nhỏ, những hiệu quả này là không phân biệt địch ta. Đừng nói sĩ tốt bình thường, ngay cả vụ chủ cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Bây giờ không còn gì cố kỵ. Sương mù dày đặc nhanh chóng tràn ngập ra, hướng về nơi hoang dã cùng tường thành dâng trào. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2857, xưa nay chinh chiến mấy người trở về. A. Đột nhiên, tiếng dòng nước xiết ào ào vang lên, ngoài thành xuất hiện một khúc sông lớn, nước sông hội tụ thành dòng, sóng dâng trào cuồn cuộn, nhấc lên một rồi lại một cơn sóng lớn so với tường thành còn cao hơn. Phó Thanh Dương cầm trong tay một cái ấn tối đen như mực, đứng giữa sóng mãnh liệt, nguy nga bất động, nước sông đẩy đi sương mù dày đặc, khiến nó lơ lửng ở mặt nước. Thuấn di, hóa sương mù các năng lực của vụ chủ ở trong sương mù nồng đậm, nhất thời trở thành thùng rỗng kêu to. Tháp Bạt Quang Hách bay lên cao cao, chân đạp hư không, ánh mắt âm trầm quan sát Phó Thanh Dương trong nước, lại không thể làm gì được. Đạo cụ trong tay Phó Thanh Dương là Hà Bá Ấn của Thái Cầm Hạc, đạo cụ loại quy tắc. Đạo cụ này ở trong tay thủy quỷ có thể phát huy ra thực lực thật sự, đến chỗ hắn dùng để khắc chế sương mù dày đặc dư giả có thừa. Cho rằng làm rùa đen rút đầu, bổn soái liền không có cách nào trị ngươi. Tháp Bạt Quang Hách lao đầu xuống nước. Không bao lâu, trong nước truyền đến tiếng vang lớn như sấm rền, làn sóng đục ngầu lao lên không trung, cuốn đi mấy chục trượng, cả khúc sông tựa như sôi trào. Qua một khắc đồng hồ nữa, sương mù dày đặc tràn ngập ở trong thành ngoài thành tán đi, mực nước cũng nhanh chóng hạ xuống. Hai vị chúa tể đồng thời triệt hồi lĩnh vực. Tháp Bạt Quang Hách tất nhiên đánh bó tay bó chân, phi kiếm, kiếm thuật, kiếm khí của Phó Thanh Dương ở đáy nước cũng chịu quấy nhiễu, không thể phát huy toàn lực. Hai bên ở trên đường cái đầy bùn lầy lại lần nữa chém giết, vứt bỏ kỹ năng, đạo cụ loè loẹt, lấy phương thức cận chiến liều mạng. Cú đấm của Tháp Bạt Quang Hách rít gào ở trên cánh đồng bát ngát, ngẫu nhiên một cú đấm đánh trúng tường thành. Liền tạo thành vết nứt khoa trương, kiếm khí của Phó Thanh Dương cũng như thế, kiếm khí tan vỡ chém tường thành, đá lăn cuồn cuộn. Đầu tường không có một bóng người, các thủ quân đã rút đến dưới thành, trước đó ở trong sương mù dày đặc chết cả mảng lớn, sau đó lại bị chiến đấu của hai người lan đến, thương vong một mảng. Cuối cùng là Tháp Bạt Quang Hách thi triển con mắt mê hoặc dẫn phát các sĩ tốt phát điên tập thể. Thật sự châu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết. Trong quá trình này, Trương Nguyên Thanh vẫn luôn đánh trống không ngừng, chỉ có tiếng trống không ngừng, trận chiến. Đấu này mới có thể tiến hành tiếp, mới có cái để đánh. Sau khi một cú đấm thẳng lực lượng lớn đẩy lui Dương Sách, Tháp Bạt Quang Hách lau vết máu trên ngực, thanh âm trong uy áp xen lẫn khinh miệt. Kiếm khách chú ý tốc chiến tốc thắng. Một khi lâm vào khổ chiến, liền mất nhuệ khí, kiềm tỏa mũi nhọn, kiếm khí của ngươi có chỗ suy yếu. Dương Sách, mặc dù có tiếng trống giúp đỡ, ngươi cũng không giết nổi ta. Mà bổn soái có thể dễ dàng tiêu hao chết ngươi. Thanh Dương vốn là lấy yếu chống mạnh, đối phương lại là viễn cổ chiến thần khí lực vô cùng vô tận, cho dù tiếng trống áp chế, không còn ở đỉnh phong, muốn chiến thắng, giết chết, cũng muôn vàn khó khăn. Đây chính là chúa tể cấp 9. Tầng cấp càng cao, càng khó vượt cấp, huống chi cấp 9 đã tiếp cận trần nhà của linh cảnh hành giả. Tháp Bạt Quang Hách bắt đầu chạy như điên, hướng về Phó Thanh Dương phát động xung phong, phương thức tiến công đơn giản mộc mạc, lại cho người ta một loại cảnh tượng trực diện thiên quân vạn mã xung phong. Đổi thành nghề nghiệp khác, nhất định sẽ lựa chọn né tránh lui nhường, không dám trực diện mũi nhọn của hắn, nhưng Phó Thanh Dương càng muốn cứng đối cứng. Hắn không cho phép mình lùi bước. Lùi bước thì không phải Phó Thanh Dương. Hai tay Phó Thanh Dương bấm kiếm quyết, phi kiếm gào thét mà đến, đầu đuôi nối liền, tụ thành đường thẳng, trên một đường, thần quỷ lui tránh. Tháp Bạt Quang Hách lao đầu về phía mũi kiếm, đúng lúc này, tiếng trống bỗng nhiên khựng lại. Đầu tường, ấn đường Trương Nguyên Thanh biến thành màu đen, trên trán ngưng kết một luồng khí tức suy bại u ám. Khí tức của hắn nhanh chóng trượt dốc, khí huyết suy yếu, dưới nách đổ mồ hôi, thân thể hôi hám, vẻ mặt mỏi mệt.
thiên nhân ngũ suy, trả giá chém giết quốc sư đã xuất hiện. Phành phành, phi kiếm một cây tiếp một cây nứt gãy, thần binh chém sắt như chém bùn, lại không đâm thủng được xương trán vị Bắc triều đệ nhất võ phu này. Khí tức tăng vọt, thác bạt quang hách như dòng nước xiết tràn tới, nháy mắt lao tới trước mặt Phó Thanh Dương, tung một cú đấm, không khí nổ tung. Biến cố bất thình lình khiến Phó Thanh Dương bất ngờ không kịp phòng bị, trong lúc gấp gáp tụ tập kiếm khí, ngưng ở đầu ngón tay điểm về phía nắm tay đánh tới. Một tiếng nổ lớn vang lên, sóng xung kích bẻ gãy nghiền nát khuếch tán, chấn động tường thành nứt nẻ run rẩy. Ngón tay kiếm nổ thành thịt vụn, Thanh Dương bay ngược ra ngoài, hai cánh tay vô lực buông thõng. Vừa rồi một cú đấm đó, chẳng những chấn vỡ hai cánh tay hắn, quyền lực nhập vào cơ thể đến còn chấn động tâm mạch của hắn. Chương 2858, đáng thương tóc bạc sinh, 1. Thác bạt quang hách sao có thể bỏ qua sơ hở này, trong mắt chợt hiện lên sát ý cùng hưng phấn, hóa thân bóng đen, như bóng với hình, muốn nhân cơ hội kết quả tính mạng của Dương Sách. Thùng, tiếng trống một lần nữa vang lên, linh lực thác bạt quang hách vận chuyển trở ngại, khí huyết trong ngực cuồn cuộn, tiết tấu tiến công nhất thời bị đánh gãy. Phó Thành, Dương lật mình trên không, ổn định thân thể, từ hòm đồ móc ra ba ống sinh mệnh nguyên dịch, trực tiếp dùng hàm răng nghiền nát, trộn lẫn mảnh vụn thủy tinh nuốt vào. Hai cánh tay vang lên rắc rắc, xương nối lại, máu thịt tái sinh. Thùng, thùng, thùng. Đầu tường nổ vang tiếng trống, liên tục chấn động mấy chục dặm, đế vương đánh trống thất khiếu chảy máu, máu sền sệt từ khóe miệng không ngừng chảy xuống, treo ở ngực bụng. Có thể kiên trì hay không? Phó Thanh Dương vừa kéo giãn khoảng cách, vừa hỏi. Trương Nguyên Thanh đầu đau muốn nứt, nghe vậy cưỡng ép nặn ra một nụ cười vặn vẹo khó coi, kêu lên, nói rồi, thiên tử thủ biên giới, quân vương tử xã tắc, vua không nói chơi. Thanh Dương nói, tốt, trong nửa canh giờ chém hắn. Khi nói chuyện, hắn lại nâng lên hai tay, nhấn xuống một cái. Thác bạt quang hách cười nhạo, nhiều binh ngẫu nữa, với cấp bậc của chúng ta mà nói lại có ý nghĩa gì? Hắn bỗng ngậm miệng. Bốn bóng người xé gió chạy đến, phân biệt là cô gái nâng bình mặc váy đỏ hoa mỹ, người đẹp lạnh lùng mặc váy lụa mỏng màu đen, tráng hán tóc đỏ sậm áo bào xanh, cùng âm vật mặc áo quần lố lăng. Bốn binh ngẫu cấp chúa tể. Phó Thanh Dương nhẹ nhàng phun ra một thanh kiếm khí, thác bạt, sáu vị tông sư liên thủ, ngươi chết có ý nghĩa. Nửa đầu trận chỉ là làm nóng người, kéo dài thời gian mà thôi, hắn vẫn luôn chờ đợi ba vị chúa tể hóa giải thi chú. Chú thuật của quốc sư tuy mạnh, nhưng chung quy chỉ là một chiêu pháp thuật, kẻ làm phép đã chết, lực lượng sẽ từng bước yếu bớt. Hơn nữa kẻ chúng chiêu đều có thực lực chúa tể, cưỡng ép hóa giải chú thuật chỉ là vấn đề thời gian, thiên hỏa hàng thế. Đoàn bang chủ tính tình nóng nảy dẫn đầu công kích, giang hai tay, quanh thân dâng lên cột lửa tráng kiện, lao thẳng lên trời. Cột lửa tỏa ra ở trong trời đêm, tầng mây nhuộm lên dạng mây đỏ đẹp đẽ, toàn bộ quốc đô bị ánh lửa chiếu sáng lên. Sau đó, từng quả cầu lửa như sao băng phá vỡ tầng mây, buông xuống kiểu bao trùm ở đường cái ngoài thành, cánh đồng bát ngát, thiên hỏa hàng thế, rất tráng lệ. Thác bạt quang hách mặc cho quả cầu lửa nện ở bên cạnh, tránh cũng không thèm tránh, lạnh lùng nói, chút tài mọn. Ngẫu nhiên có quả cầu lửa nện ở trên người hắn, thương tổn tạo thành chỉ là một mảng làn da cháy đen, trong một nhịp thở đã khỏi hẳn. Ngón trỏ Phó Thanh Dương nhẹ nhàng ép một cái, đoàn bang chủ toàn thân thiêu đốt tựa như rối gỗ giật dây, hướng về thác bạt quang hách lao xuống. Hai tay tiểu viên cắt một cái ở trên không, ngưng tụ ra bàn phép, dựng bù nhìn biến ảo thành bộ dáng đoàn bang chủ ở trên bàn. Hai tay tạo ấn, cúi đầu, lấy một loại tư thái vào miếu lễ Phật lẩm bẩm niệm. Cung chủ thì cất giọng hát, ngâm sướng bài hát làn điệu trào dâng, ánh lửa ngoài thân đoàn bang chủ chợt tăng vọt. Lưng thác bạt quang hách phồng lên cơ bắp, khí lực cuồn cuộn, vận chuyển tới tám cánh tay, chuyển thành quyền cương, chớp mắt đánh ra. Ầm, tám đạo quyền cương, đánh trúng đoàn bang chủ đang lao xuống, xe hắn thành ngàn vạn luồng lửa. Đoàn bang chủ vô thanh vô tức xuất hiện ở phía sau thác bạt quang hách, hai tay dán lên tấm lưng cơ bắp cuồn cuộn, tỏa ra hào quang kim loại. Lấy cấp bậc của thác bạt quang hách, vậy mà lại chưa ngay lập tức phát hiện kẻ địch tập kích phía sau. Cầu phúc của tiểu viên che giấu động tĩnh của hỏa hành, bảo đảm đoàn bang chủ tập kích có thể thành công. Lấy cấp chúa tể cấp bậc của cô, loại chi tiết nhỏ này xác suất thành công có thể cam đoan, nhưng nếu liên quan đến chiến tranh thắng bại, thì tất nhiên không có hiệu quả.
Rắc rắc, lưng thác bạt quang hách ngưng kết xương trắng, nhanh chóng khuếch tán. Đạo hỏa. Năng lực của hỏa sư cấp chúa tể có thể trộm lửa có tính thực chất cùng lửa có tính phi thực chất, thứ sau đại biểu nhiệt độ. Đoàn bang chủ đánh cắp nhiệt độ trong cơ thể thác bạt quang hách, đóng băng lục phủ ngũ tạng của đối phương. Đoàn bang chủ sau khi thành công lập tức rút lui, quyết không ở lâu bên người thác bạt quang hách. Hỏa sư tuy có lòng tin mạnh mẽ đối với cận chiến, nhưng nếu kẻ địch là viễn cổ chiến thần cấp đại tông sư, vậy bàn luận riêng. Ken két, thác bạt quang hách thân thể cứng ngắc, các khớp xương như rót trì. Bắt lấy cơ hội, Phó Thanh Dương đạt được tiếng ca bắp hóa thân một đạo kiếm quang sắc bén lao ra, ngón tay hóa kiếm chọc trúng ngực thác bạt quang hách. Nơi đó chuyển đến tiếng vang thanh thúy như giáp xác cứng rắn vỡ vụn, cơ thịt cứng như sắt thép sụp đổ ra vết nứt như mạng nhện. Thác bạt quang hách hai mắt trợn trừng, máu như dòng sông ở trong mạch máu dâng trào đánh tan cơn lạnh. Các bạn đang nghe truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2859, đáng thương tóc bạc sinh, 2. Đúng lúc này, ánh sao từ phía sau hắn sáng lên. Ngân Giao quận chúa sớm chuẩn bị đã lâu từ trong ánh sao đi ra, phía sau dâng lên âm khí như khói đen âm trầm. Trong âm khí lao ra từng tấm phong linh phù, như mưa rào đánh lên lưng thác bạt quang hách, theo tiếng trống như sấm. Bắc cảnh đệ nhất võ phu vừa mới hóa giải hàn ý, tư duy nhất thời trở nên trì độn, có loại cảm giác say rượu vừa tỉnh, đau đầu mơ hồ, hành động không thoải mái. Loại cảm giác này không nghiêm trọng, nhưng cũng không nhẹ, dù sao phong linh phù là một trong những năng lực trung tâm của linh triện. Mà yêu mê hoặc ở phương diện cường độ linh thể là rất quy củ, không mạnh như hư vô giả cùng thần nhật du, bởi vậy vẫn chịu ảnh hưởng. Phó Thanh Dương bấm tay bắn ra một giọt máu bắn về phía tiểu viên trên không trung, đây là máu thác bạt quang hách hắn trong chiến đấu trước đó âm thầm thu thập được. Tiểu viên đưa tay bắt lấy giọt máu, dẫn nó lên trên thân bù nhìn nhất thời biến thành bộ dáng thác bạt quang hách. Tiếp theo, cô mang phù triện nền vàng chữ đen chuẩn, bị sẵn cầm lên, dán bốp lên thân thể bù nhìn. Bù nhìn bốc lên ngọn lửa màu đen, không ngừng run rẩy. Thác bạt quang hách đầu óc đang hỗn loạn, thân thể dâng lên ngọn lửa màu đen, hắn hiếm thấy phát ra tiếng gầm nhẹ đau đớn, tựa như đang thừa nhận đau đớn kịch liệt. À. Đoàn bang chủ quát to một tiếng, bàn tay nặn ra một quả cầu lửa màu trắng xóa, như di hình hoán ảnh lao đến trước người thác bạt quang hách, hung hăng bổ về phía ngực. Ầm, tiếng nổ kịch liệt mạnh đánh vị chiến thần cấp 9 này bay đi, ánh lửa bành trướng như một viên đạn hạt nhân cỡ nhỏ. Đám mây hình nấm lao lên không trung trăm mét, sóng xung kích nhanh chóng khuếch tán, mang bụi đất, thi thể cùng với mảnh vỡ vũ khí chiến tranh lưu lại hất bay hết. Thác bạt quang hách ngực bị nung khô diện tích lớn, nháy mắt thoát khỏi toàn bộ ảnh hưởng xấu, kỹ năng bị động khát máu cuồng bạo, ở sau khi tấn thăng viễn cổ chiến thần, sẽ được biến đổi về chất. Khi chịu thương tổn trình độ nhất định, sẽ kích phát chiến ý cao vút, giải trừ tất cả ảo giác, giam cầm, đông cứng các trạng thái. Phó Thanh Dương, Chỉ Sát cung chủ, Ngân Giao quận chúa cùng đoàn bang chủ, phân biệt từ bốn phương hướng đồng thời lao về phía thác bạt quang hách. Thác bạt quang hách bấm thủ ấn, kết ra minh vương pháp tướng, hóa thân một pháp thân tối đen như mực, bảo tướng trang nghiêm. Đột nhiên, đỉnh đầu pháp tướng tối đen như mực chảy ra vật chất tựa như bùn lầy, pháp tướng vốn vững như thành đồng, tựa như gặp ô nhiễm mãnh liệt, nhanh chóng loãng đi. Nơi xa, đỉnh đầu bù nhìn trong tay tiểu viên bôi một tầng hương cho, đây là thủ đoạn của ô uế tà linh. Công kích của bốn vị chúa tể rơi trên pháp thân, làm nó sinh ra kịch liệt chớp lên, thân thể vốn hư ảo xuất hiện vô số vết nứt. Giống, thác bạt quang hách ngẩng đầu rít gào, sóng âm đinh tai nhức óc, tường thành cách mấy trăm mét rắc một tiếng, vết nứt lan tràn. Bốn vị chúa tể màng nhĩ đồng thời rách, buồn nôn khó chịu. Thác bạt quang hách tán đi pháp thân, tám cánh tay lấy trường đao đỡ ngón tay kiếm của Phó Thanh Dương, trường thương đâm xuyên ngực đoàn bang chủ. Lấy trường kiếm đâm Chỉ Sát cung chủ, bốn cánh tay khác đập Ngân Giao quận chúa nằm úp sấp, sau đó cầm cổ tay, mắt cá chân của cô, chờ dùng sức. Từ chi Ngân Giao quận chúa truyền đến tiếng vang xé rách. Lúc này, sợi tơ dày đặc quấn quanh đến, mang tay chân, thân thể thác bạt quang hách quấn quanh nhiều vòng. Thác bạt quang hách giơ lên cánh tay cầm kiếm, đang muốn chém, chợt thấy người đẹp kia đôi mắt hàm xuân, hai má ửng đỏ, cả
cái miệng nhỏ nhắn đỏ mọng như là mỹ vị động lòng người nhất thế gian. Hắn trong lúc nhất thời sinh ra tâm lý chiếm lấy, ái mộ cùng thương hương tiếc ngọc mãnh liệt, trường kiếm trong tay dừng ở giữa không trung, thế mà khó có thể chém xuống. Chỉ trong thời gian ngẩn ra như vậy, ngân giao quận chúa hóa thành ánh sao tiêu tán, chạy thoát vận mệnh xé rách. Tiết mục tam anh chiến lữ bố, không, tứ anh chiến lữ bố triển khai ở ngoài thành, thác bạt quang hách ba đầu sáu tay, lấy một địch bốn không rơi vào thế yếu chút nào. Tám tay đánh bốn phương, mà đối mặt bốn vị chúa tể vây công, chưa hiển lộ ra chút nào mệt mỏi cùng xu hướng suy tàn. Viễn cổ chiến thần sở trường nhất quần chiến, với hắn mà nói bốn người và một người không có gì khác nhau. Trái lại trận doanh Nam Triều, Phó Thanh Dương, Đoàn Bang Chủ và Ngân Giao quận chúa liên tục bị thương nặng. Người trước tuy có động sát thuật, nhưng đối mặt quyền cương nổ tung, sóng âm công kích các thứ, không thể tránh né. Người sau là cảnh giới không đủ, hơn nữa đều là nghề nghiệp cận chiến bị viễn cổ chiến thần cấp bậc cao hơn áp chế, vài lần suýt chết, đều dựa vào cung chủ lượng sữa dư thừa, cứng rắn cho bú trở về. Chương 2860, đáng thương tóc bạc sinh, a. Thùng thùng thùng, trên đầu tường, Trương Nguyên Thanh gò má chảy huyết lệ, máu trong mũi cùng máu khóe miệng trộn lẫn, không ngừng nhỏ xuống ở trên da thú răng kín hoa văn xanh đen. Chiến đấu đến giai đoạn gay cấn, hắn không dám dừng tiếng trống một khắc nào, từ đầu trong lòng còn có thể lẩm bẩm. Bốn đánh một cũng đánh không lại sao, các ngươi là phế vật sao, vẻn vẹn viễn cổ chiến thần cấp 9, đánh lâu như vậy. Đến về sau, nhanh lên, nhanh chút nữa, lão tử sắp không chống đỡ được rồi. Ta có thể thu hồi câu nói thiên tử thủ biên giới không? Sau nữa, hắn đầy đầu óc chỉ còn lại, cứu cứu đứa nhỏ. Đến bây giờ số lượng suy nghĩ không nhiều lắm, còn chưa lâm vào trạng thái bán hôn mê. Là dựa hết vào sức mạnh ý chí gõ trống, bất cứ lúc nào cũng có thể bởi vì linh hồn xé rách đau đớn mà hôn mê. Phó Thanh Dương luôn chú ý trạng thái của Nguyên Thủy đột nhiên nói, chuẩn bị xong chưa, Nguyên Thủy sắp không được rồi. Làn váy chỉ sát cung chủ đột nhiên nổ tung, ngàn vạn sợi tơ quấn quanh thác bạt quang hách, trói buộc hắn nhiều tầng, gói thành bánh trưng. Thác bạt quang hách vận khí cơ, gồng cơ bắp, đang muốn đánh gãy tơ hồng, bỗng nhiên bụng hắn truyền đến tiếng trẻ con khóc nỉ non. Oe, oe. Tiếng khóc từ mỏng manh đến vang dội, lâm bụng thác bạt quang hách cũng không ngừng bành trướng, trong khoảnh khắc biến thành phụ nữ có thai 6 tháng. Từ chiến đấu bắt đầu, chỉ sát cung chủ đã luôn luôn thử để thác bạt quang hách mang thai, chỉ là cấp bậc hai bên chênh lệch quá lớn, mỗi lần đều lấy thất bại kết thúc. Nhưng sức mạnh thai nghén lặng yên không tiếng động tích lũy, rốt cuộc ở lúc này khiến cái bụng thác bạt quang hách không chịu thua thành công phồng lên. Theo đứa bé thành hình, lực lượng của thác bạt quang hách suy yếu như thủy triều xuống. Giống như đã sớm thương lượng sẵn, tiểu viên nơi xa đầu tiên là lấy ra bù nhìn, bôi tàn hương, khiến đỉnh đầu thác bạt quang hách chảy xuôi ra chất lỏng dơ bẩn như bùn lầy, làm lực lượng của hắn tiến một bước suy yếu. Tiếp theo hút lấy giọt máu Phó Thanh Dương búng tới, bôi ở trên thân bù nhìn. Ù, thân, thể thác bạt quang hách cháy lên ngọn lửa màu đen. Đoàn bang chủ bắt lấy cơ hội, giở lại trò cũ, lòng bàn tay dán ở phía sau lưng quấn đầy tơ hồng, thi triển kỹ năng đạo hỏa, cướp đoạt nhiệt độ của thác bạt quang hách, đóng băng huyết mạch, tạng phủ. Phó Thanh Dương dựng ngón tay như kiếm, đâm về phía ngực thác bạt quang hách. Đúng lúc này, hắn bỗng ngửi được nguy cơ, trầm giọng nói, mau lùi. Một giây sau, khí tức thác bạt quang hách sụp đổ vào trong, biến mất sạch sẽ. Trong khoảnh khắc, một lực hút mạnh đến khó mà tưởng tượng từ trong cơ thể hắn sinh ra, thu lấy tất cả sinh mệnh thể quanh mình. Cung chủ và tiểu viên vẫn chưa tới gần, nghe vậy nhanh chóng thoát ly, mà ngân giao quận chúa là âm vật, không phải sinh mệnh lực bình thường, chưa chịu sức mạnh vòng xoáy ảnh hưởng. Đoàn bang chủ đang ở trạng thái áp sát, chưa thể kịp thời thoát ly, bị xoáy khí hút vào, cả người dán chặt ở trên lưng thác bạt quang hách. Làn da hắn mất đi hào quang, máu thịt nhanh chóng khô quắt, khí huyết như nước lũ vỡ đê, bị hút vào xoáy khí. Cùng lúc này, trong thành, từng làn xương máu phóng lên cao, lượn lờ ra khỏi thành, bị vòng xoáy do xoáy khí sinh ra hấp dẫn, từng luồng chui vào trong cơ thể thác bạt quang hách. Đây đều là khí huyết sĩ tốt bình thường, dân chúng, bởi vì khoảng cách hơi xa, các thánh giả tu vi thâm hậu không chịu ảnh hưởng. Siêu phàm khí huyết tràn ra bộ phận nhỏ, người thường thì nháy mắt bị hút khô tinh huyết, trở thành thuốc bổ. Khí huyết thác bạt quang hách vốn suy yếu, nhất thời liên tiếp kéo lên,
thế như thủy triều. Khát máu cuồng bạo của yêu mê hoặc, giai đoạn siêu phàm cùng thánh giả, cần giết người mới có thể kích phát bị động, nhưng đến cấp chúa tể. Kỹ năng được biến đổi về chất, có thể cách không gian thu lấy tinh huyết sinh vật sinh mệnh cấp thấp hơn bản thân, cường thế cướp đoạt. Đương nhiên, lực lượng khí huyết người thường không đủ để hắn khôi phục nhanh như vậy, chủ yếu là khí huyết của đoàn bang chủ, với hắn mà nói là đại bổ. Phó Thanh Dương, cung chủ cùng tiểu viên biến sắc hẳn, Thác Bạt Quang Hách là chúa tể cấp 9, dưới cấp bậc áp chế. Bọn họ tiến vào phạm vi xoáy khí chắc chắn sẽ bị hấp thu tinh huyết, đây là điều đạo cụ phòng ngự không thể chống đỡ. Cung chủ làm ti mệnh, trái lại không sợ bị hút khô, nhưng cô ra tay cứu viện đoàn bang chủ tương đương là túi máu đưa lên cửa. Chỉ có Ngân Giao quận chúa chăm chỉ không ngừng nghỉ thi triển pháp thuật công kích, bất đắc dĩ là thương tổn tạo thành cực kỳ bé nhỏ. Không được, còn tiếp tục như vậy, cố gắng vừa rồi sẽ một mồi lửa đốt sạch. Đoàn bang chủ cảm nhận được cảm giác suy yếu từ khi bước vào tông sư cảnh đến giờ chưa từng có. Giống như ông lão gần đất xa trời, già rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể vì khí lực không đủ mà hôn mê, chết đi. Các bạn vừa nghe xong tập 286 của bộ truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.